Kính chào các bậc cha mẹ cùng quay trở lại với chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu. Hôm nay bác sĩ Phương Khoa Nhi sẽ đồng hành cùng mình trong chủ đề bảo vệ trẻ trước đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh trẻ em còn chưa được chủng ngừa Covid-19 thì con trẻ vẫn là đối tượng có thể tấn công của virus Covid-19. Cho nên chúng ta phải làm sao để bảo vệ trẻ trước đại dịch này. Xin mời ba mẹ cùng theo dõi những nội dung sau đây. Để bảo vệ trẻ trước dịch bệnh, ba mẹ có thể áp dụng các cách sau. Thứ nhất, ba mẹ hãy tuân thủ và hướng dẫn trẻ cách đeo cũng như là tháo khẩu trang y tế đúng cách. Thứ hai, chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ. Hướng dẫn trẻ rửa tay dưới vòi nước với xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn tay nhanh ít nhất 30 giây. Hướng dẫn trẻ phải tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh. Thứ ba là hạn chế tiếp xúc đông người. Ba mẹ cần hạn chế đưa trẻ đến các nơi đông người. Nếu trong trường hợp mà mình phải đến nơi tập trung đông người thì hãy chú ý cẩn thận giữ 5K, đeo khẩu trang cho trẻ và đeo mạng chắn giọt bắn cho trẻ. Thứ tư là hãy tăng cường thông thoáng không khí trong nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và các cửa sổ. Ngoài ra thì chúng ta có thể thường xuyên lau các bề mặt vật dụng trong nhà, lau nền nhà và các tay nắm cửa bằng các dung dịch khử khuẩn. Thứ năm là chú ý chế độ dinh dưỡng hợp lý. Cho trẻ ăn chín, uống sôi. Và đặc biệt là ba mẹ có thể xây dựng một cái chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi, học tập khoa học để nâng sức đề kháng của trẻ. Thứ 6 là chủng ngừa đầy đủ cho trẻ để phòng ngừa tốt các bệnh nhiễm khuẩn và virus. Để hạn chế trẻ mắc bệnh thì có thể làm giảm sức đề kháng của trẻ. Cuối cùng thì chúng ta nếu như mà trẻ có các triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở thì gia đình cần cung cấp thông tin đến cơ quan y tế để có biện pháp hỗ trợ đúng. Nếu thấy thông tin này hữu ích, ba mẹ hãy chia sẻ clip để nhiều người cùng biết hơn nữa. Ngoài ra, nếu có vấn đề cần trao đổi hoặc có thắc mắc, ba mẹ có thể để lại bình luận bên dưới. Phương Châu xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu vào tuần sau.